giờ giờ diễn lại sao đâu. Ăn bé nó cái phụ chưa? Đang like rồi. Ủa, cả nhà, bây giờ em lại về Bến Tre. Tại vì lần trước về thì mình còn lưu luyến rất là nhiều. Mình chưa có được tự tay hái chôm chôm cũng như là lần trước là chưa hái chôm chôm, lần trước chị hái măng cục thôi. Và bữa nay thì đi hái chôm chôm. Thật ra cầm cái cây cho nó màu mè thôi chứ cái này bứt cái một. Đây là chôm chôm gì vậy cô? Cô. Hỏi lộn người. Hỏi gì kêu? Để cô kính chủ. Chá rồi. Cô hái cô còn bị lộn. Chôm chôm ta. Chôm chôm ta. Chôm bình thường. Đó, hái cái một nè. Nãy giờ mẹ con. Không, cái này chỉ hái quả đỏ nè. Thôi. À đúng rồi, mà lỡ hái nè. Mẹ ơi ngồi. Rồi nãy giờ em với Lina hái nè. Lina chào. Lina chào mọi người kìa. Đỏ quét luôn. Ăn chôm chôm mình á thì là cái trái màu đỏ sẽ là trái ngon nhất. Đó, nãy giờ hái một bao. Bác cho xin quả coi. À, thôi em bóc cho. Anh Giới này. Giới ăn thử bóc đi, bắt Mỹ Chi bóc cho anh Giới. Mấy khi chị mọi người cách hái chôm chôm này. Hái trên cao á. Sao vậy? Kiến hả? Cái cây đem đi hết trơn rồi. Bánh công vô trong. Đi vô trong thế này mọi người ơi. Cầm điện thoại em giùm nha. Đây rồi. Hai nhiều ngàn. Ủa chơi thôi. Chúng ta đang đi đâu? Em đang bệnh đó mọi người. Hơi khan tiếng và bị giật mũi. Sao em bệnh vậy? Đúng rồi. Vậy em quá lại. Lâu lực mà không ốm nổi. Cẩn thận rớt xuống mương nha. Lâu lực mà không ốm nổi. Cẩn thận rớt xuống mương. Ôi trời ơi. Đang đi vô vườn chôm chôm mọi người ơi. Đây là cây mít. Đây là vườn cây giống. Ê Chi chụp hình đi. Ở đây đẹp quá. Ừ, đứng vào trong vườn mít chụp hình giống như em. Ở đây là mít hả? Ừ. Mít rồi con. Đừng đụng nó ngứa nha. Ủa vậy hả? Cái tay đụng nó ngứa. Ồ. Đụng cái gì ngứa? Mít lá nó mít nè. Ngứa. Có lòng á. Đâu có ngứa đâu hả? Đụng vô lá mít là bị ngứa nha mọi người. Sao ngứa vậy? Tại nó có lông lông á, lông lông gà gà đó sẽ làm mình ngứa rồi nè. Không, này ngứa mũi cắn. Chuối chị quay máy gì đâu rồi. Ngứa rồi nè. Chuối cầm cái máy ta coi cái đầu. Người chị cầm máy có tầm. Trời ơi chị quay vậy biết mà. Vậy hả? Vậy chị coi không vậy? Lúc mà giống gà ở ngoài sân mà mình căng cái nơi ương á. Bà chủ nhà kia bà đem. Mà cái mùi. Cây thông cô đơn. Minh. Cây đỏ là ăn ngọt á. Con có hỏi có ba lê đi không? Ngon nè. Đúng rồi. Nhưng mà nó không có ngọt như ba chôm đắng nha. Đi lần trước là em đi với ba lê. Đi với anh chị với lại Nhân. Nhưng mà lần này thì chỉ có mình em với gia đình. Đó luôn ngồi ảnh có. Ở nhà mình chỗ đó nó sập rồi. Đi lên thăm nhà Lina. Việt Nam á. Chị có đó thôi á. Đừng đi đổ hả vậy? Đi vô dùng măng bà tám. Ở dùng măng ở đâu vậy? Hồi trước là em được ăn gỏi gà. Ủa, ăn nó lành mạnh mà không mập. I love gà. Rất là ngon luôn. Lần đầu tiên ăn gỏi gà là ngon lắm. Vậy có chừng ngứa nha. Rồi nãy giờ thì đi hái chôm chôm. Mà hái bằng tay không à. Ở nhà hồi nãy là măng cục. Có măng cục. Một hồi đi hái sầu riêng nữa. Chúng mẹ không thích ăn sầu riêng. Đi lùi về đi. Này là anh vợ, ủa gì anh lui lui chị lỗi gì vậy? Gì vậy? Anh chọc cô đâu chọc cầm. Đây đây. Chôm này có ai là tín đồ của chôm chôm? Có ai ăn chôm chôm không? Có anh. Đụng lá mít nha. Em phải ăn chôm chôm. Đụng lá mít ngứa lắm á nha. Dạ. Ấy giờ sao ngứa vậy? Anh rể của con. Nó có lông kìa. Con lông mít á. Chôm chôm này em thích ăn cái nào mà cứng với giòn giòn không có con. Với lại khi mình bóc rồi. Khi mình bóc mà để nó không có bị dính cái vỏ. Cái vỏ lớp bên trong cái hộp á thì là cả một nghệ thuật luôn các bạn. Ủa, chị đang la mà anh Vũ. Vô đó canh vườn nặng quá à. Không, không phải cầm kiểu này nè, giống hệt là đang đánh vỏ đó.
đó, giúp mấy hay. Đó, miệng ba giờ mấy. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi đó. Đi chơi. Ba cho. Mở giờ. Để có người cho quà. Cảm ơn cô đi. Cho ba ba cho. Cho ăn cột và nhãn. Cái đó. Mít á, mít ngứa nè. Mấy đó là ngứa hết. Ngứa ngứa. Mấy đó là ngứa hết. Đây nè. Mình có đụng lên. Mày cho nó dùng bên cái nhà mình đâu. Mà Dung Anh. Cái nhà của anh đâu? Nhà của anh nãy mình ở lặng. Trời lấy ba, người lấy ba. Bây giờ. Ở đó hả? Ở đó. Trái điện hay lắm. Nó mọc ở nhà tường thấy không? Nó chụp mấy cái điện liền luôn. Chụp không có tâm đưa mấy. Cái để tôi để bịch nè. Lần nào về miền Tây cũng măng lão là gì? Cái măng này mà ăn trăm năm rồi nè. Lina ơi, Lina chụp giùm chị cái nha. Còn mấy cây măng lão qua đây chụp nè con. Bước bên đây nè. Bà cậu ba không biết bên đây bẻ. Chụp vô cây. Lâu cái cậu bẻ làm gì cơ. Cậu ba nói cho túm măng lão không? Ừ, măng lão. Đâu để con ốp cho mấy người ta. Chỉnh đàng hoàng nha. Lưỡi trái mùi á. Dạ. 2 3. Thầy Dung cái măng lão nè. Một tay chụp không được. Đẹp á. Gì? 100 năm. Trời ơi, ghê hả? Chứ măng cùi 100 năm. Đâu đâu cây đâu ạ? À? Ngộ vậy. Muốn coi đó. Đi coi cây măng cùi 100 năm à? Càng già trái càng nhỏ. Ngọt không? 100 năm lúc đó. Ôi, măng cùi dính nè. Con gì? Con ăn thấy con ngọt lắm. Đó, để con bóc cho mọi người. Để con bóc cho mọi người. Để đưa cho mẹ con trái này nè. Ra ngoài cây măng lão kìa. Ra nè chị. Trai mọi người. Ở đâu vậy mọi người? Đây là măng cục 100 năm. Nè con ra con quay. Nè con ốp nè. Con tự động con ốp đi. Chừng đụng nó mít nó ngứa em con. Cái cây măng măng lão đâu ạ? Gần 100 năm. Đi. Đi con. Đi ra đây dẫu. Đi ra đây nè. Ừ. Mà đây là mọi người đếm 6 cắm. Khi mình lột thôi mình để nãy nãy đi khỏi xích đùm đùm. Để đó đây chị. Em là lột cũng hay bấm vô. Mắt mình đi ra đường đó luôn ha, phải vậy vậy. Trắng. Ô. Ô. Ăn luôn. Để đây phải không? Bịch nó để đây hả? Nè nè đem đem hả? Đổ mối á. Rồi. Đổ mối. Ngồi lấy cái kẹp. Đâu cái măng cụt đâu. Chị đi làm gì chị đó? Hồi sáng khi tới nơi thì thật sự rất là nó ngứa dữ ta. Vừa tới là được ăn cháo gà và gỏi gà. Của nhà Lina nấu. Nhất luôn. Đặc biệt là em rất là thích ăn gỏi gà hay là cái gì đó có hành phi. Đây là cây măng cụt 100 năm rồi mọi người. Cái măng này gần 100 năm rồi đó. Cái măng này khoảng 70-80 năm rồi hả cô? Vậy là gần 100 năm. Gần 100 năm á. Dạ biết đó, hồi con lớn rồi. Đúng rồi, cây này là cây này con biết cái gì không? Dạ. Cây dâu. Trái dâu biết không? Trái dâu. À, trái dâu mà bà ngoại ăn á hả? Nó chua chua á, ngọt ngọt. Cái vỏ bên ngoài nó ngoài về. Bây giờ nay phát tướng, chứ trong hình mà ba thấy nó ốm. Nhưng mà cười miệng giống, ba đúng không? Sao?
chắc sáng thì chú vũ của sáng đi vũ á ở ngoài ốm hơn cũng... ai mồ hôi quá ai có thanh dài mấy tuổi vậy mặt nó dài tất nhiên là trong truyền hình thấy là bự nhưng mà ra ngoài thấy nó nhỏ cái gì không vũ bẻ đi vũ cao bẻ thấy không cái bằng chính đó được cái lồng bẻ thấy không à đang thấy thấy wow 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 vũ lấy cái kẹp á cái kẹp con hộp má làm gì vậy má chừng dính mũ áo chị nha làm cái gì vậy má làm cái gì đâu chuyện nó thế bao tính tháo đó rồi cái cây này nữa. Rồi. Ừ. Trời ơi, bị mỗi chiếc rồi chị ơi. Trên đằng sau đỏ hoét luôn. Trời ơi. Kiến hả? Chắc kiến. Mũi. Mũi. Mọi người. Mũi, mũi đen. Bé chi thì ngon món ngon lắm mọi người. Thịt em vừa trắng lại vừa giọng thơm. Em, giọng hát ngọt ngào. Em ngọt từ trong máu. Thịt lại còn thơm. Còn mũi đi đâu mũi nó cũng cắn. Cũng được hả Vũ? Cũng rớt hả? Đắng rồi. Ủa, mình đang ở đâu Bến Tre vậy? Cái mơn, cái mơn. Ôi, trái này nhỏ xíu rồi vậy đó. Đang ở cái mơn. Con trái nhỏ tay. Hơn nữa nè. Cái trái này nhỏ hơn đó, bàn tay em rất nhỏ. Nhưng mà nhỏ vậy thôi cũng là 6 cánh ha. Đúng 6 múi. Để em lột. Ba con thì mất rồi. Dạ mất rồi. Dễ thương quá à. Ủa chuẩn. Mũi với con ơi. Nhỏ xíu à. Để với con chung cái đi. Mọi người vô quay. Mọi người có nhiều không? Không? Có không? Mà vô bán tháo vậy. Ông bự vậy. Có. 300 mấy. Xíu à. 300 mấy. Giờ này đang hôm nay thứ 7 mà phải không? Chắc mọi người đang ngủ trưa quá à. Thôi vậy tắt đi. Mọi người share đi. Sướng quá đi. Thôi đi ra đi mọi mũi. Ôi con mũi. Ui cái chân chi kìa. Không, con đó là con ruồi mà. Mũi nè. Không, con mà nhặt à con nhặt. Giới á. Thôi đi ra đi. Con ruồi. Con ruồi kìa. Thôi tạm biệt mọi người nha. Em bị mũi chích. Mũi chết rồi đúng rồi. Ừ. Anh quýnh thì ra con mũi đang. Không biết chuyện gì xảy ra.